Đồng mọi người đi theo mình nha. Đi hái xả mọi người. Đi rau, đi hái rau ngoài xả. Về một bát mọi người nha. Rau nhà mình đây. Rau húng nhũ nha mọi người. Đấy. Quá tốt luôn nha. Dầu húng nhũ mọi người, đây nhà mình trồng mọi người, quá tốt luôn. Ăn không hết luôn á mọi người, nhiều lắm. Hái đủ ăn cho mọi người, nhiều quá. Rồi, qua mọi người nhìn thấy xã của mình đây. Mọi người xả mọi người, nên mình mua mớ ốc về nha mọi người, mình rửa sạch sẽ gần lắm.
nay mình mua con sông là mọi người. And sầu huyết thì mình đã chà rửa sạch sẽ rồi. Chà về và ốc sắn nha mọi người. Ốc sắn. Dạ. Mình tự giờ mình cũng rửa sạch sẽ rồi mọi người. Giờ mình chỉ rửa sơ lại thôi. Hôm nay thì sầu huyết thì hấp, tôm cũng hấp, còn ốc sắn này mọi người mình rửa sạch sẽ, mình luộc sả, mình hấp sả mọi người. Đây mình cũng rửa sạch rồi nha mọi người, rồi mình chuẩn bị nha. Hấp sắn nha, mình luộc sả nha mọi người, mình luộc cũng chín nè. Tôm mình cũng được chín nha mọi người. Tôm này cũng hấp sả luôn. Và ốc thì luộc sả, còn sầu huyết thì cũng hấp sả luôn mọi người. Sầu huyết chín rồi, mình vớt ra. Đầu mình chuẩn bị vớt luôn nha mọi người. Xong hai mẹ con Rơi xin chào mọi người. Bên trong này tôi sẽ ăn cái con tôm này, là con tôm không phải con tôm bình thường đâu. Cái con này con giống là nó lớn hơn cái con mấy con tôm Việt Nam á. Mấy tôm ở Việt Nam. Cái con tôm Việt Nam á. Tôm này lớn dữ lắm mọi người. Tôm sông đó mọi người. Con này là con ốc gì đó. Ốc sắn. Ốc sắn. Và ăn mấy con clam nữa. Xin mời mọi người. Mời mọi người ăn ngon gì vui vẻ nha. Mình ăn miếng cam chút mọi người. Mời mọi người ăn miếng ốc. Thấy chưa, mới mồm luôn. Quá đã luôn.
mọi người con tôm. Cái này tôm sông của Việt Nam không mọi người? Mọi người. Đậu gạch không ạ? Nguồn hóc thì cũng có nhiều thật giả lắm. Mọi người mà thấy á, nguyên con ốc này á, nó lớn dữ thế này à. Mình có ba loại nước chấm mọi người. Nước chấm nè, nước chấm làng và nước ớt và nước ớt chanh. Ốc thì mình ăn với rau cũng được không mọi người? Ốc này nó ngon lắm. Nhìn nếu mà tôi chấm thì chấm từ năm sau là xong nhất nha. Tôi chỉ chấm 0.2 thôi. 0.2 sao thôi. Ốc này nó cũng ngon thiệt. Hưng Hòa xong rồi. Thấy xong rồi xong cũng vẫn có nhiều thứ ngon hơn. Ăn hai mẹ con mình ăn thử hết này thử bao nhiêu phút. Tôi thấy con cò mẹ lớn mới nhiều. Dạ, tôi thấy phần này nhìn đã không? Quá ngon luôn chứ. Ôi trời ơi. Con tôm này ngon dữ bộ luôn á. Nhưng mọi người mà sau mai thấy loại con tôm này á, nhưng mọi người mua bột ăn á là đảm bảo ngon lắm á. Mà mọi người con ốc nguyên một con tôm nó lớn như là bố nó chết rồi luôn. Mọi người ăn cái này gạo xin cũng cơm với mọi người. Okay.
tôi nói mọi người này, nếu mọi người mua tôm này á, tôm này á, cái cỏ mua á, cái cỏ luộc thấy nó, nếu mọi người hỏi tôi á là tôi thấy ra ngoài cái con này nó cũng có thể nó ngon hơn tôm hùm á, tại là con tôm hùm á, cái cỏ luộc cho cái lại xong rồi cái cỏ teo vô, xong rồi cái cỏ nhỏ chút xíu luôn rồi, xong rồi cái cỏ nhỏ hơn thịt con tôm này gấp mấy lần đó. Tại là hình ảnh mọi người cũng thấy lớn nhiều mà. Vô con mẹ cứ cỏ mà vô cái đầu á, cứ cỏ ăn ngon, cứ gần giống là cái phần gạch của con cua á. Chắc mọi người chắc cũng biết á, là giống là sao mà mọi người ăn thưởng thức cái cỏ mà vô cũng cái cỏ gạch của con cua này á, gạch của con cua là nó ngon dữ lắm mọi người. Nếu mà mọi người mua loại tôm này á, thưởng thức cái cổng mấy phần gạch trên đầu nó ngon dữ lắm, gạch thì cũng ngon lắm. Thêm con ốc nha mọi người. Chắc mọi người muốn thấy con trê phải không? Nhìn thấy rồi. Con này cứ cỏ nhỏ muốn chết rồi mọi người. Nè, ta thấm vô phần này á. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Con cream đặng tôm này á, nó nhỏ xíu lắm mọi người. Con cream này cứ cũng được thôi. Thêm con tôm nữa nghe mọi người. Mời mọi người. À xong tôi chỉ làm vậy, tôi đại là tôi sợ ơi, cái còn để làm gần camera cái còn nước mắm ấy, nó gớt xuống cái là phải lạo thêm nữa. Con ốc nữa nha mọi người. Hai mẹ con ăn cay dở lắm mọi người. Mau mọi người con đó. Mọi người một con tôm này
tuần đó mọi người. Gì nhiều quá mọi người, chắc mọi người luộc xong luộc cái con sò này mọi người khỏi lo nha, tại là con sò này có luộc hay không á, tôi cũng vẫn sao mà nhỏ kéo siêu như vậy, không ăn khác gì đâu. Cái càng không ăn nè mọi người, cái càng nó có thịt có chút xíu rồi mọi người. Nhưng mọi người tính hỏi là nó càng dán không á, nhưng nếu mọi người hết hết thịt á thì cắn cái càng để nó lấy ra hết. Không mà nếu mọi người chỉ muốn ăn hả phần thịt nhỏ không quan tâm á thì khỏi quan tâm, phải là tốn sức lên để nó cả đi, cuối cùng làm lại không được mấy nhiêu thành hết rồi. Nếu mọi người cố gắng làm ra mấy cái càng ra, cuối cùng tôi còn thật mê còn nhỏ cây luôn vậy à. Còn mấy con mọi người ơi, có thứ xin con đó mọi người. À quên, tiếng qua này, mời mọi người. Mời mọi người. Cho mọi người thử làm gì thấy không, là cái mũi tôi nhìn gần giống là mũi voi chứ. Con ăn nhiều mọi người, ăn sắp hết rồi, còn có mấy cần. Cảm ơn mọi người coi vui vẻ. Bye. Hẹn gặp lại mọi người tiếp sau. Bye.